cái buổi chiều này để nói chuyện với nhau về thuyết luân hồi. Nói về thuyết luân hồi là bởi vì mình đang sống ở trong tháng 11, tháng các linh hồn. Và mình cũng đang sống ở trong một môi trường văn hóa Á Châu. Ở đó tác động của những tôn giáo truyền thống như là Phật giáo và Ấn giáo rất lớn. Và cái vấn đề luân hồi nó là một chuyện có thể coi như là niềm tin rất quen thuộc. Và hơn nữa, cái thuyết luân hồi ngày hôm nay đang thu hút được rất nhiều người. Trong một bản điều tra thăm dò mới đây, người ta nói rằng ở bên Pháp và Âu Châu có 25% dân chúng tin vào thuyết luân hồi. 25%. Thế thì xin anh chị em đừng có quên rằng Pháp và Âu Châu là vùng đất mà tin mừng của Chúa Giêsu Kitô đã được loan báo hơn 15 thế kỷ nhé. Là cái vùng đất mà đạo Kitô có ảnh hưởng rất mạnh và rất sâu nhé. Cho nên cái con số 25% dân Âu Châu tin vào thuyết luân hồi là một điều đáng quan tâm, thu hút nhiều. Thế thì hôm nay chúng ta tìm hiểu lại với nhau một chút. Tôi tưởng rằng có lẽ cái khởi điểm của vấn đề đó là con người ta phải đối diện với hai cái mầu nhiệm rất lớn. Đó là mầu nhiệm sự ác trong thế gian và mầu nhiệm sự chết. Cái câu hỏi rất khó trả lời, câu hỏi về sự ác và câu hỏi về sự chết. Ngay cả cuốn sách khởi nguyên của chúng ta, tức là cuốn sách đầu tiên trong bộ Kinh Thánh Kitô giáo, theo như một số nhà chú giải phân tích đó, thì cái khởi điểm để viết cuốn sách khởi nguyên đó chính là vấn đề sự ác. Người ta đối diện với cái ác trong cuộc đời. Tại sao lại có đau khổ? Tại sao lại có bất công? Tại sao lại có bệnh hoạn? Và tại sao lại có cái chết? Người ta đi tìm câu trả lời. Và chính từ cái vấn đề sự ác đó mà Kinh Thánh Kitô giáo được viết ở trong sách khởi nguyên đó, nói lên cái quan điểm của mình. Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ trời đất tốt lành, nhưng bởi vì con người tội lỗi, tội lỗi đột nhập vào thế gian, thế cho nên dẫn đến hậu quả là cái ác và sự chết. Như vậy thì cái vấn đề sự ác cũng là một vấn đề rất lớn. Và ở đây cũng vậy, nó không phải chỉ là một câu hỏi khó trả lời cho chúng ta, những người công giáo, mà là cho tất cả mọi người. Rồi đồng thời người ta đối diện với một câu hỏi khác nữa là cái chết. Ai cũng sống được một thời gian xong là chết. Ở trong nhà thờ này nếu có vị nào được 70 tuổi, ngày xưa gọi là thất thập cổ lai hy, thì cũng đã quý rồi. Nhưng mà chắc giỏi lắm thì cũng 100 năm thôi, rồi cũng chết thôi. Và đằng sau sự chết nó là cái gì đây? Con người ở thời nào người ta cũng đặt vấn đề đằng sau sự chết nó là cái gì đây. Tôi nghĩ rằng thuyết luân hồi là một lý thuyết đưa ra để trả lời cho hai cái vấn nạn lớn, là vấn nạn về sự ác và vấn nạn về sự chết. Chắc anh chị em nghĩ ngay là thuyết luân hồi là của nhà Phật. Đúng thôi. Bởi vì mình thấy là người Phật giáo, đặc biệt ở Việt Nam chúng ta, đó là một niềm tin rất là bình thường. Và nó không phải chỉ là niềm tin có trong sách giáo lý nhà Phật, mà nó còn ăn sâu vào bên trong sinh hoạt văn hóa. Ai trong chúng ta mà chả nhớ câu thơ kiếp sau xin chớ làm người, làm cây không đứng giữa trời mà gieo. Ai mà chả nhớ, có kiếp sau.
Thế rồi những đôi tình nhân mà gặp trở ngại thì cũng an ủi nhau, thôi thì kiếp này chả được thì ta hẹn nhau kiếp tới. Nó có kiếp này và kiếp tới. Một cái niềm tin đã trở thành phổ biến và nó ăn sâu vào trong cuộc sống của con người Việt Nam. Thế nhưng thực sự không phải chỉ có Phật giáo mới chủ trương thuyết luân hồi đâu. Nếu anh chị em để ý đọc sách, anh chị em sẽ thấy ở bên Ai Cập ngày xưa này, trước Phật giáo, người ta đã chủ trương thuyết luân hồi. Người ta chủ trương rằng khi một người chết đi, linh hồn sẽ ra khỏi xác người đó để nhập vào các loài thú vật, đặc biệt là loài chim và loài rắn. Anh chị em giải thích tôi sao lại nhập vào loài chim với loài rắn? Tôi nghĩ một cách đơn sơ, có lẽ là nếu ai ăn ở hiền lành thì sau này thì làm chim thanh thoát bay giữa trời cao. Ai mà ăn ở độc ác thì làm rắn, bởi vì nói đến rắn thì mình sợ. Người Ai Cập người ta chủ trương như vậy. Rồi ở bên Hy Lạp, cái quê hương của triết học, thì một số khá đông các triết gia cũng chủ trương luân hồi. Thế nhưng phải nhận là gần gũi chúng ta hơn, và đồng thời cái âm hưởng cũng mạnh hơn, đó là của Ấn giáo và Phật giáo. Ở trong Ấn giáo, người ta chủ trương mỗi một người chúng ta đây là một Atman, một tiểu ngã. Và khi ta chết đi đó, thì linh hồn ra khỏi thân xác này, và linh hồn ấy di chuyển qua nhiều trạng thái khác nhau. Linh hồn đó phải trải qua nhiều cuộc thanh luyện để rồi cuối cùng được hòa vào trong Brahman, là cái ngã của vũ trụ, gọi là đại ngã. Chính vì vậy mà ở bên Tây Phương, để nói về luân hồi, người ta mới dùng cái chữ metempsychos. Nếu ta phân tích cái chữ này đó, anh chị em sẽ thấy nó có một từ Hy Lạp meta, nó nói lên sự thay đổi. Và cái psychos cũng có một cái từ Hy Lạp psyche, nó chỉ tựa tựa như là linh hồn của mình. Cho nên nó diễn tả cái tình trạng linh hồn thay đổi, linh hồn di chuyển qua một trạng thái khác. Hoặc là người ta dùng một cái từ mà tiếng Anh gọi là reincarnation. Nếu mà cái chữ incarnation thôi đó, thì đó là cái từ mà người Công giáo chúng ta dịch là nhập thể, để diễn tả về mầu nhiệm Thiên Chúa làm người. Thiên Chúa làm người nghĩa là làm sao? Có nghĩa là Thiên Chúa đi vào trong cạc nít, đi vào trong xác thịt. Bây giờ reincarnation, cái linh hồn ra khỏi cái xác thịt đó để nhập vào một xác thịt khác, một thân xác khác, tái sinh. Thế cho nên luân hồi nó diễn tả cái tình trạng của linh hồn ra khỏi một thân xác để nhập vào một thân xác khác, di chuyển sang một trạng thái khác. Và di chuyển sang trạng thái như thế nào là ăn thua những cái hành động của chúng ta trong cuộc đời này, nó tạo thành cái cạc ma, gọi là cái nghiệp. Chính những hành động của mình làm, nó tạo nên một cái nghiệp, và cái nghiệp đó nó sẽ quyết định cái kiếp tới của mình. Thiền sư Suzuki, một thiền sư nổi tiếng ở bên Nhật Bản, tên của ngài nó giống cái xe Suzuki đó, nhưng mà ông không phải là chủ hãng xe đâu, mà ông là một thiền sư và là một giáo sư nổi tiếng, không những ở Nhật Bản mà có tầm vóc thế giới. Ông ấy còn nói đến cái mức độ thế này, cũng bảo là ngay cả trong cuộc sống hiện tại, nhìn vào con người ta, mình cũng có thể nhận ra được một phần cái người này kiếp trước là làm sao. Chẳng hạn có những người ăn ở rất là thô lậu,
mở miệng nói toàn những lời thô tục thôi. Ăn uống thì coi chán không chịu được, là bởi vì kiếp trước là cái gì đây này. Mà ngược lại, nếu mà trong cuộc đời này đó, mình ăn ở theo cái kiểu nào, theo cái thói nào đó, thì kiếp sau là anh chị em với tôi liệu mà vào cái loại đấy. Còn rõ như thế. Cái thuyết luân hồi trở thành một niềm tin rất là phổ biến. Và nó có cái hay thế này, đó là nó trả lời cho mình được nhiều câu hỏi. Câu hỏi về sự an. Tại làm sao lại có một sự chênh lệch căn bản giữa những người đến trong cuộc đời này? Bây giờ nếu mà tôi nói cái chênh lệch giữa một ông tỷ phú với lại chúng ta chỉ mong có được 1 triệu mà không có thì cũng đã thấy chênh lệch rồi. Nhưng mà tôi không nói cái chuyện đấy. Tôi nói với anh chị em về cái sự chênh lệch mà không thể giải thích được. Đó là khi chúng ta bước vào cuộc đời này. Tại sao một người bước vào cuộc đời này ở trong cung điện nguy nga, đang khi đó tôi bước vào cuộc đời này trong một gia đình nghèo quá sức là nghèo. Bố mẹ tôi bảo là lúc mới sinh tôi ra là 2 năm trời ăn toàn bí luộc chấm với mắm. Sao kỳ vậy? Mà đấy là tôi còn hạnh phúc hơn những cái đứa trẻ mà mẹ nó sinh ra ở trên lề đường thành phố Hồ Chí Minh bây giờ. Tại sao? Tại sao có những con người bước vào cuộc đời này rất ư là khỏe mạnh, mà có những người bước vào cuộc đời này giống như anh bạn mà mỗi tối Chủ Nhật tôi bắt gặp anh ấy ngồi ở trước cửa nhà thờ, đầu thật là to, cái chân thì teo bằng cái tị, lưng thì gù, dị dạng, bất thường. Tại sao vậy ạ? Một cái câu hỏi không trả lời được. Cái sự ác không phải chỉ là sự chênh lệch là vì làm ăn mà người thành công, người không thành công. Nhưng mà nó ngay từ khi được sinh ra. Tại sao? Thuyết luân hồi trả lời cho mình một cách dễ dàng là vì kiếp trước. Là vì kiếp trước. Kiếp trước có những hành động tạo nên cái nghiệp không tốt, cho nên bây giờ bước vào cuộc đời này đã phải chịu như vậy. Anh chị em thấy không? Trả lời câu hỏi rất là thoải mái, dễ dàng, dễ hiểu, dễ chấp nhận. Thuyết luân hồi còn trả lời được cái câu hỏi về cái sự khác biệt ở trong xã hội. Anh chị em có thấy là có một số người thực sự là nỗ lực hết sức, chứ không phải là lười biếng, mà ngoi mãi vẫn không lên được, đâu vẫn hoàn đấy. Có một số anh thì nó cứ như đi chơi, vậy mà nó cứ mỗi một bước của nó là một bậc thang, càng ngày nó leo càng cao. Cao ở trong sự giàu có, cao ở trong danh vọng, cao ở trong vị trí xã hội. Anh chị em có thấy vậy? Tại sao vậy? Thuyết luân hồi cũng có thể trả lời rất dễ. Kiếp trước, kiếp trước nó tạo nên cái nghiệp cho nên bây giờ như thế. Và ngày hôm nay đó, có lẽ cái này hơi mới với anh chị em này. Thuyết luân hồi đang thu hút nhiều người, không những ở Á Châu mà còn ở Âu Châu nữa, là vì nhiều lý do khác. Những lý do của thời đại. Chẳng hạn như là anh chị em nghe nói đến tình trạng các giáo phái trong những năm sau này mọc lên như nấm vậy, nhiều lắm. Ở bên Nhật Bản, bên Âu Châu, bên Mỹ. Và những giáo phái đó hầu hết họ đều lấy lại cái linh đạo của phương Đông chúng ta. Mà trong cái linh đạo của phương Đông đó, thuyết luân hồi đóng một vai trò quan trọng. Thế rồi, một lý do nữa mà chắc anh chị em không nghĩ tới được, đó là vấn đề môi sinh. Ngày hôm nay, người ta nói về vấn đề môi sinh quá nhiều. Nhân loại đang sống trong một tình trạng ô nhiễm chưa từng có.
là khi mà xảy ra những nạn lũ lụt liên tiếp ở đồng bằng sông Cửu Long 2 năm, thì chúng ta đọc báo đã thấy người ta nói đến vấn đề phá hủy môi sinh, hay là miền Trung cũng vậy, mà nhiều nơi trên thế giới. Cái điều lạ lùng là chính thiết luân hồi sẽ giúp cho người ta tôn trọng môi sinh. Tại sao vậy? Là bởi vì thế này, thuyết luân hồi nó sẽ gắn với lại một cái chủ trương mang tính linh vật hay là kiếm thần. Ở đời này tôi là người, nhưng mà sau kiếp này, cái linh hồn này ra khỏi thân xác, có thể nhập vào một cái cây cỏ nào đó. Như vậy thì có phải là có một sự hài hòa và một cái tính cách duy nhất giữa chúng ta là con người và vũ trụ chung quanh ta không? Và nếu ta khám phá ra được cái mối liên kết duy nhất giữa ta và vũ trụ chung quanh ta, thì ta đâu có phá rừng như vậy, ta đâu có làm ô nhiễm môi sinh như vậy. Hóa ra là thuyết luân hồi lại được ủng hộ vì vấn đề môi sinh của thời đại. Thế một lý do nữa, thuyết luân hồi lại còn thu hút con người thời đại hôm nay trong một cái bầu khí mà người ta chống chủ nghĩa chủng tộc. Một trong những cuộc chiến tranh, rất nhiều cuộc chiến tranh thời nay đang xảy ra là những cuộc chiến tranh chủng tộc, sắc tộc. Và ta nghe nói ở bên Đức đó, là cái cánh mà dư âm của Đức Quốc xã ngày xưa xem chừng nó lại có vẻ nó trồi lên. Thế thì thuyết luân hồi sẽ giúp cho người ta có một cái thái độ chống lại sự phân biệt chủng tộc như vậy. Bởi vì trong kiếp này anh chị em và tôi sinh ra là người Việt Nam, nhưng mà kiếp sau mình làm Mỹ con thì sao? Kiếp tới nữa mình làm Campuchia sao? À, thế thì đừng có nên phân biệt chủng tộc để mà khinh khi nhau, bởi vì có khi tới lần mình hết này. Hóa ra thuyết luân hồi lại giúp cho người ta có một thái độ rất là văn minh, chống phân biệt chủng tộc, thu hút nhiều. Thế bây giờ tôi thuyết phục anh chị em như vậy, thì anh chị em đã tin vào thuyết luân hồi chưa? Nếu mà sau bài giảng này mà anh chị em tin vào thuyết luân hồi thì tôi biến thành thượng tọa. Đấy là tôi trình bày một chút cái nhìn về thuyết luân hồi. Thế nhưng mà tại sao người Công giáo chúng ta không chấp nhận hoàn toàn? Nếu mà nói đến cái cảm nhận riêng tư đó, thì tôi xin chia sẻ với anh chị em cái cảm nhận này, bảo rằng con người ta bước vào trong cuộc đời này sướng hay khổ, giàu hay nghèo, ngay từ lúc sinh ra là bởi vì cái kiếp trước. Thì tôi tưởng nó giống như là cái câu hỏi mà các môn đệ đã hỏi Chúa Giêsu khi các ngài nhìn thấy một anh mù ăn xin bên vệ đường. Các ngài đã hỏi thầy mình rằng: thưa thầy, cái thằng này nó mù là tội của nó hay là của bố nó vậy? Hóa ra thế, kiếp trước nó tội của nó, bây giờ nó sinh ra đã mù rồi. Như thế thì cái chủ trương về luân hồi theo cái kiểu kiếp trước kiếp sau đó, nó đã có ở trong phúc âm rồi, và Chúa Giêsu đã không chấp nhận. Còn cái cảm nhận riêng tư đó thì tôi nghĩ rằng nếu mà tôi ra ngoài đường, hay là chiều Chủ nhật tôi gặp cái anh bạn mà tôi vừa mới mô tả cho anh chị em, hoặc là bao nhiêu người khác, hầu như chỉ còn có cái đầu với lại cái thân mình, tay chân chả có gì, nằm ở trên cái tấm ván có bốn bánh xe, cứ vậy lê đi thôi. Bây giờ tôi đối diện với một anh em đau khổ như vậy, tôi nghĩ ở trong trí khôn, ừ thằng này lắm tội vào, bây giờ khổ chứ mà biết. Tôi có thể nghĩ như vậy đâu anh chị em.
kiếp trước ăn chơi lắm vào, bây giờ thì mang họa vào thân. Tôi nghĩ như vậy, và trong trí khôn tôi có thể hàm chứa một thái độ khinh bỉ. Khinh bỉ bởi vì kiếp trước anh ta sống không ra gì. Và cùng với thái độ khinh bỉ đó là một thái độ tự mãn. Kiếp trước là tôi lành thánh lắm cho nên kiếp này mới làm linh mục ấy chứ. Hoặc giả như tôi có thương cái anh đó, tôi cho anh ta một ít tiền thì chỉ là thương hại chứ không phải là thương yêu. Anh chị em có đồng ý không? Thế nếu mà nói cái cảm nhận riêng của tôi đấy, tôi hay nghĩ đến cái chuyện đấy. Nếu tôi cho là vì cái kiếp trước anh ta bê bối cho nên bây giờ vừa mới bước vào cuộc đời anh ta đã phải như thế, tôi không thể nào mà thương yêu anh ta thực sự, tôi chỉ thương hại. Chứ chưa nói là tôi có thể khinh bỉ người ta. Hoặc là một câu hỏi khác, nếu bảo rằng khi tôi chết, linh hồn lìa cái thân xác này nhập vào một con vật nào đấy, một cây cỏ nào đó, thì rõ ràng dẫn chúng ta đến cái gọi là phiếm thần giáo rất là dễ dàng. Có nghĩa là đâu cũng thấy thần thánh hết. Cây đa cũng là có linh hồn, cây mít cũng có linh hồn, con chó cũng có linh hồn, mèo cũng có linh hồn, đâu thấy thần thánh, thiệt thần. Thế thì mà giả sử như bảo rằng cái hồn ra khỏi thân xác này rồi nhập vào một con vật nào đó, và cái con vật đó nó sống làm sao để nó tích lũy công đức, để cho kiếp sau khi nó chết thì nó không làm chó nữa mà nó làm người lại. Như vậy thì hóa ra con chó nó cũng có cái chọn lựa tự do của con người à? Bởi vì phải có cái chọn lựa tự do thì mới nói đến cái chuyện tội hay là đức chứ, phải không anh chị em? Chứ còn một cái anh mát không biết gì cả, nó không làm chủ ý chí của mình, làm gì mà nói đến tội. Cho nên có những vấn đề đặt ra. Thế nhưng cái lý do sâu xa nhất của Kitô giáo để không hoàn toàn chấp nhận thuyết luân hồi, cho dẫu rất là hay và có những cái rất gần Kitô giáo, gần ở chỗ là anh chị em tin vào thuyết luân hồi là những anh chị em tin vào sự hiện hữu của linh hồn, tin vào sự hiện hữu của những giá trị linh thiêng nơi con người, tin là có một cuộc sống khác chứ không phải chỉ có đời này. Và chính vì vậy nó thúc đẩy người ta ăn ngay ở lành, bởi vì nếu không thì cũng sẽ bị họa báo thôi. Cho nên rất gần với Kitô giáo chúng ta, nhưng mà mình không hoàn toàn chấp nhận được. Và cái lý do sâu xa nhất đó là bởi vì Kitô giáo tin rằng mỗi một con người là một nhân vị độc đáo trước mặt Chúa, và mỗi một con người là một tổng hợp xác hồn duy nhất. Cái từ chuyên môn người ta gọi là unicité và unité, dịch ra tiếng Việt Nam rất là khó. Có thể gọi là tính độc đáo và tính duy nhất. Tính độc đáo là thế này: mỗi một người trong anh chị em và tôi là một nhân vị độc đáo trước mặt Chúa, không ai thay thế ai được hết. Cho nên có một nhà văn Công giáo nói rằng Thiên Chúa không biết đếm số 2, Chúa chỉ biết đếm có mỗi số 1 thôi. Theo cái ý nghĩa hình tượng là mỗi một người ở trước mặt Chúa là một nhân vị độc đáo. Chứ Chúa không có đếm con người theo cái kiểu cai tù đếm số 1504. Chúa không đếm chúng ta như vậy, mà Chúa gọi tên chúng ta
mỗi chúng ta là một nhân vị độc đáo trước mặt Chúa. Mà chính vì vậy, không thể nào có cái chuyện linh hồn ở cái thân xác này nhảy ra xong rồi vào cái thân xác khác. Như vậy đâu còn cái gì phải là một nhân vị độc đáo trước mặt Chúa. Và cái thứ hai là cái tính duy nhất ở nơi con người. Con người là một tổng hợp xác hồn duy nhất. Cho nên không có cái chuyện linh hồn nhảy ra khỏi cái thân xác này để vào một cái thân xác khác. Ngày xưa chúng ta nói là con người có xác và có hồn. Ngày hôm nay thần học người ta dùng cái chữ là, chứ người ta không dùng chữ có. Người ta không nói con người có xác và có hồn, mà người ta nói con người là xác và hồn duy nhất. Không có cái kiểu nhị nguyên, không có cái kiểu nhảy ra để vào xác khác đi chơi. Đấy, cái lý do sâu xa của Kitô giáo là ở chỗ đấy. Thế thì anh chị em sẽ hỏi tôi rồi, ừ, thế bây giờ như vậy thì cha giải thích làm sao được cái sự kiện là người ta bước vào trong cuộc đời, ngay từ khi sinh ra đã có người giàu, đã có người nghèo, đã có người khỏe, đã có đứa trẻ nhiễm sida, giải thích làm sao? Đức tin Kitô giáo nói với chúng ta rằng mỗi người bước vào trong cuộc đời này khác nhau. Có người có một nén như tôi chẳng hạn, có người có 10 nén như anh chị em chẳng hạn, người giàu người nghèo. Thì cái vấn đề không phải là nhiều hay là ít, mà vấn đề là anh chị em liệu đấy, nếu anh chị em có được 10 nén thì liệu trả lại cho Chúa đủ 10 lượng SGC 3 số 9 đàng hoàng. Chứ không có cái kiểu mà lãnh 10 mà chả có 1 đâu. Còn ngược lại, tôi được có 1 thôi, Chúa đòi tôi có 1 chứ Chúa không đòi tôi 10. Đấy, vấn đề nó là chỗ đấy. Cho nên ta bước vào cuộc đời có thể là khác nhau, nhưng mà phải nhìn cái sự khác biệt đó trong vận mệnh vĩnh cửu. Vấn đề môi sinh cũng vậy, vấn đề chống phân biệt chủng tộc cũng thế. Đâu có phải là chỉ nhờ thuyết luân hồi thì mới chống ô nhiễm môi sinh được, chống phân biệt chủng tộc được. Mà cái sâu xa là giới răn yêu thương của Chúa Giêsu. Nếu tôi tập sống cái giới răn yêu thương đó thì làm gì có cái chuyện phân biệt chủng tộc, phân biệt nam nữ, phân biệt giàu nghèo, phân biệt giai cấp. Và nếu tôi tập sống cái giới răn yêu thương đó của Chúa Giêsu xa hơn nữa, cho đến mức độ của Thánh Phanxicô Assisi, để có thể gọi mặt trời là anh mặt trời, chị gió, chị mây, thì tốt quá, làm gì có chuyện ô nhiễm môi sinh. Cho nên cái căn bản là giới răn yêu thương của Chúa Giêsu, chứ không phải chỉ nhờ thuyết luân hồi thì mới có thể sống được cái điều đấy. Thành thử ra thưa anh chị em, người Công giáo chúng ta một đàng thấy rất hay cái chủ thuyết về luân hồi, bởi vì nó có tác động rất tốt lên cuộc sống đạo đức cá nhân cũng như xã hội của con người. Nhưng mà một đàng khác, dựa vào lời Chúa, chúng ta lại không hoàn toàn chấp nhận, mà chúng ta ý thức rằng đối với người Kitô hữu, cái cuộc đời mà mình đang sống đây chỉ có một lần thôi nha, không có kiếp sau làm lại 5-6 đợt đâu, có một lần thôi. Và chính vì chỉ có một lần thôi cho nên nó mang một giá trị quyết định. Cũng giống như là kết hôn, giả như anh chị em mà được Chúa cho kết hôn thoải mái 10 lần cũng được, 20 lần cũng được, thế thì mình anh chị em đâu cần cân nhắc gì. Nay thì có thể lấy cô này, mai có thể ở với ông kia 10 mấy lần cơ mà. Nhưng mà đằng này chỉ có một lần,
Và vì thế trước khi kết hôn ta sẽ phải cân nhắc thật kỹ càng, để cái quyết định của mình thực sự là một quyết định mang hạnh phúc cho cả cuộc đời. Cũng vậy, ta sống cuộc đời này có một lần thôi, sau đó như Thánh Phaolô nói trong thư Do Thái là phán xét. Và chính vì vậy cái cuộc sống hiện tại nó quyết định cái vận mệnh vĩnh cửu của mình. Và vì thế cái cuộc sống hiện tại có một giá trị rất lớn. Cái niềm tin Kitô giáo cho mình thấy cái giá trị của cuộc đời nó rất lớn. Và vì vậy mình được mời gọi để sống cuộc sống này với tất cả cái nỗ lực, bước theo Chúa Giêsu trên con đường tìm mình. Và cũng chính trong cái hướng suy nghĩ đó, bài tin mừng hôm nay rất là phù hợp. Thì tôi mời anh chị em chúng ta cùng đứng lên lắng nghe và sau đó suy niệm cầu nguyện một chút.